nhiêu người con rồi chị? Chị năm đứa con gái đều này ra đã đến 3 đứa rồi, còn 2 đứa nhỏ, một đứa 14 tuổi, một đứa mới được 5 tuổi. Chị Thảo Rồi. trước kia đã có chồng, nhưng mà vì ly thân vì anh nhậu quá, mà trong quá trình ly thân á, thì lại làm thêm một đứa nữa. Thì khoảng bao lâu rồi anh mới ra đi chị? 5 năm á. 5 năm mà ra đi rồi, tới giờ là vẫn còn cái tờ giấy ly thân thôi anh mất luôn rồi ha. Anh mất nhưng mà giờ chị làm vậy chị Giấy bất tử chưa chị? chị bao tư cả rồi. Rồi ok chị, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay chị đến với chương trình của Sài Gòn Go nè, chị muốn em giúp gì cho chị ha? Chị muốn giúp em giúp kiếm một người yêu thương nửa đời. Lời nói đầu tiên, Sài Gòn Go xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa thân mến. Dạ, Sài Gòn Go chào chị. Chị chào Sài Gòn Go, chào em. Dạ, chị cho quý vị khán giả biết về nhân thân của mình, tên, tuổi, nơi ở và làm nghề gì á chị? Chị Hồ Thị Thảo, sinh 1976, quê ở Quảng Bình. Chị Thảo Hôn. sinh năm 1976, quê ở Quảng Bình. Vâng. Chị đang làm gì vậy chị? Chị ở làm buôn bán nghề hải sản, mực tươi chợ. Rồi, chị Thảo năm nay như là chị 49 tuổi, tính lên tuổi mình ha. Vâng. Tụi mình là 49 tuổi. Rồi, chị Thảo hiện tại là mình nói luôn cho mọi người biết là tình trạng hôn nhân của mình đi chị Thảo. Ông xã chị mất từ hồi con bé mới mẹ thứ tư mới 3 tuổi. Bé mới 3 tuổi là anh đã mất rồi. Cũng được tầm được bao nhiêu Vâng. năm rồi chị Thảo? Cùng 5 6 năm rồi. 6 năm. 6 Vâng. năm rồi. Vâng. 6 năm rồi mình vẫn ở vậy hả chị? Vẫn ở với con lý thân thì cách đấy đừng bây giờ nói nó nói thật. Lý thân từ hồi con bé 3 tuổi, bé thứ tư 3 tuổi. Xong rồi là lý thân với ngoại. Quê ngoài ở xong rồi đi vô đi ra để xin giấy tờ để chuyển khẩu về thì này thêm một bé nữa, sáu con bé mới được 3 tuổi thì ở ba mới được 1 tháng rưỡi thì ba hắn mất là mất 6 năm rồi. À vậy là trong quá trình ly thân là mình làm thêm đứa nữa hả chị? Làm thêm mấy đứa nữa? Vâng. Là thay một đứa nữa là 5 đó. Ồ, làm thêm đứa nữa là 5 rồi, lúc đó là mình chưa chưa lên, mình tính là nghỉ ly thân luôn hả chị? Là chưa có ly dị hả? Chưa ly nghỉ nhưng mà mới ly thân với ông xã với chị nó uống rượu nhiều quá vậy nữa rồi bệnh tật rồi ông ấy chết chứ không phải là chị cả, nhưng mà mình nghĩ là ở được đến với con thôi chứ không không được được hiểu chưa. Vậy là anh cũng tranh thủ làm thêm đứa nữa rồi xong rồi anh đi luôn hả chị? Trời ơi. Anh xong rồi cùng ở được với con để dắt con ăn học à. Dạ cũng thật quá ha. Nhưng Thì cũng thương con dạ thì cũng vì cái cuộc sống cơm máu gạo tiền mà bây giờ là người. mình được bao nhiêu người con rồi chị? Chỉ 5 đứa con gái đều này ra đã đến 3 đứa rồi, còn 2 đứa nhỏ, một đứa 14 tuổi, một đứa mới được 5 tuổi. Vậy là mình là con gái không? Dạ, con gái không. Chị xích qua ra qua phải xíu chị. Chị xích cái người của chị qua phải xíu. Rồi đó, rồi rất là đẹp luôn. Đó, cho nó vô nó phun với chị. Rồi, như vậy để em tóm tắt lại ghê cho chị Thảo nghe. Chị Thảo trước kia đã có chồng, nhưng mà vì ly thân vì anh nhậu quá, mà trong quá trình ly thân á, thì lại làm thêm một đứa nữa. Thì khoảng bao lâu rồi anh mới ra đi chị? 5 năm á. 5 năm mà ra đi rồi, tới giờ là vẫn còn cái tờ giấy ly thân thôi anh mất luôn rồi ha. Anh mất nhưng mà giờ chị làm vậy chị Giấy bất tử chưa chị? chị bao tư cả rồi. Rồi ok chị, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay chị đến với chương trình của Sài Gòn Go nè, chị muốn em giúp gì cho chị ha? Chị muốn giúp em giúp kiếm một người yêu thương nửa đời con này để chăm sóc tuổi già vậy chắc cái đó. Chăm sóc tuổi già, hiện tại là lấy chồng hết 3 đứa thì còn 2 đứa nữa hả chị? Dạ. Cha hai cháu đó nay nhiêu tuổi rồi?
Một đứa 14 tuổi, một đứa 5 tuổi thôi. Hiện tại là cái nhà của mình ở đây là mình đi bán hải sản ở ngoài chợ, mình có làm thêm nghề gì nữa không chị? Em chỉ ở Quảng Bình là chị không làm gì hết, có một buổi đi chợ thôi, còn một buổi ở nhà đi chơi nữa đó. Và thấy em thấy chị lùi thủi về có mấy đứa con chắc là rất là buồn chứ chị. Dạ. Chị vì số cái chị khổ lắm từ hồi nhỏ đến giờ em. Mà mình đi buôn bán ngoài chợ không có anh nào đi chợ hay là mấy cái chú nào bán ngoài chợ là ngỏ ý mình ha. Cũng có người để ý, nhưng mà chị cũng cũng muốn lấy sớm để bởi vì là để mà lo cho con nữa đó, đó để mà dắt con bớt đi ở đâu rồi con đi. Chị mà xác định là chồng là chị mới ly thân, nó có người hỏi chị rồi nhưng mà chị cũng từ chối chị không ạ. Như vậy là mình chỉ lo cho con cái thôi hen, rồi xong rồi mình mới tính cho mình sao hen. Bây giờ con cái đi Dạ. ha, nên lo cho được ba đứa, giờ còn hai đứa nó cũng lớn mười mấy tuổi rồi, thì bây giờ mình kiếm riêng Dạ. cho mình. À, chị ở nhà chị có vườn tược gì không chị? Không, không có nhà cũng không có vườn luôn, bởi vì vườn ở ngoài Nghệ An, nhà ở ngoài Nghệ An, quê chị này ở trong ở người Nghệ An, không phải ở người người Quảng Bình mình. Chị À, gốc là người Quảng Bình, chị này trong dạ. người ngoài Nghệ An ấy. Chị có thể kể cho mấy anh biết á, là điểm mạnh và điểm yếu của mình không? Em chị mà điểm mạnh là chị nói ai mà nói tiếng to là chị khóc, điểm yếu của chị Cái đó điểm yếu chứ. đó là điểm yếu của chị. Còn Bây cái giờ điểm mà mạnh của mình. điểm mạnh của mình là chị thích là tuổi của chị là chị điểm mạnh của chị là chị thích không phải là phụ thuộc theo người đàn ông, hiểu chưa? Chẳng qua là để lấy về để mà làm tuổi già vậy chắc. Đấy. Còn tuổi của chị là chị đi xem bói cũng nhiều rồi, tuổi chị là tuổi mạnh của chị là chị đứng đắn à. Cơ mà của chị là dạng như là chị cứng rắn ha, là có thể Đứng là đắn tự thân nuôi tất cả các con và chăm sóc gia đình rất là tuyệt vời, đúng là người một tuyệt người vời. mẹ nuôi 5 người con, 5 đứa con gái nữa rồi. Dạ. À, rồi mấy mấy con mà khi mà có chồng là có lâu lâu có về thăm gia đình mình không? Một đứa thì lấy chồng ở Nghệ An, mang thứ hai đứa thì ở lấy chồng ở đây, nhưng mà hai đứa vẫn chưa có nhà đình, gia đình, nhưng mà ở đâu còn ở trong bên nội, chứ chưa có gia riêng. À, rồi Dạ. rất là tuyệt vời. Thì chị ơi, chị thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao ráo bao nhiêu ký, nặng bao nhiêu ký nè Chị nó cao ráo, cao nó 1m68, chị? Là bao nhiêu? cao nặng một nặng 48 kg, Không, ý em nói là chị đang cao mét mấy? 1m66. 1m66, anh kia 1m68 là được rồi ha. Vâng. Rồi có rồi, rượu bia thuốc lá gì không? Chị này để hợp với chị này, chị không muốn con đường rượu bia vui bạn này Dạ. thôi, còn thì không ai cấm, bởi vì tùy theo người đàn ông thì anh chủ ạ, bởi vì là họ thích là có người có thích rượu mà không thích thuốc, nhưng mà có người thích thuốc mà không thích rượu, đúng chưa? Nhưng mà đi ra sân chơi nào cũng vẫn có giao lưu, nó cũng có uống cũng được, chị cũng quan trọng điều, À đừng có về là khuẩy trong ở đâu kia dạ. cưới Vậy anh lúc trước chắc là cũng, anh lúc trước nhậu dữ lắm mà cũng quậy mình, giờ mình cũng sợ rồi ha, hồ sơ cả rồi chị sợ quá, giờ gặp ông nhậu nữa chắc chạy luôn hả chị? chạy cũng Không, nói tóm không lại là người đàn ông mình nhậu phải biết có điểm điểm dừng là được rồi, đừng có quậy gia đình là được rồi hả chị? phải phân nữa, đừng có là con tao con mi vậy, đừng có xúc phạm chị, là xúc phạm chị là chị khóc, chị có cái điểm yếu gì nữa Bây giờ chị thương thôi. còn 2 đứa đang nuôi, 2 đứa con gái nè, khi mà kiếm một Ra. anh chàng đó về, ví dụ như anh chàng đó mà có nghề nghiệp ổn định thì chị muốn là anh đó theo chị hay là chị theo anh đó? Rồi chị đúng là chưa như nói về chương trình hay mà anh nào có nhà có cửa thì chị theo về anh đó sống cũng được, mà con trai một cũng được, chị vẫn lo sẵn sàng. Nhưng Dạ mà nhưng giờ nếu mà chị đi thì còn 2 đứa con gái chị làm sao? hai đứa con gái thì chị có thể cung cấp cho hắn ăn, bởi vì chị cùng 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 tu cấp cho hắn ăn được. Bây giờ chị đang ở Quảng Bình nè, chị muốn là người ở gần mình hay là người trong miền Nam?
Chị ở chỗ môn được, nói chung là chị dư chị cái người của chị tính tình của chị dư chị sống chỗ môn được, năm rồng cũng được mà làm cà phê cũng được mà làm chị cũng được. Ông bây giờ ví dụ như mình vô Nam xa lắm đó nha, rồi mình khó về thăm các con đó, có chịu đi không? Có chứ, mình đi hay Ở mà đâu cũng anh đi đỡ ha, thì ở đâu có đủ yêu thương là mình đến ha. Ừ. vâng. Ví dụ anh đó có thêm một thằng con trai nữa thì ở chung chị thấy được không? Được, con giống đôi dưỡng giống ấy, chị nói là dương với chương trình là giống với đôi con, anh cũng giống với con chồng cũng giống con vợ, không Không phân phân biệt. biệt hả chị? Dạ. Bởi vì thời đại dư là không phải in thời đại mấy ngày em ơi, thời đại mấy ngày là con dì ghẻ con chồng, nhưng mà đi thời đại dư nó không phải con dì ghẻ con chồng, hẳn Dạ. thương mình là mình hiểu chưa Dạ. à, nên Chị chị nào chị không cần. ngoài một ngày chị bán hải sản ở chợ là tới mấy giờ chị về? Chị 5:30 là chị đi ra bển, xong rồi đến 11 giờ là chị về, có khi 11, 12 giờ chị về. Có khi nào chị đi đâu chơi với các con không? Không, chị không đi ra đi vô, không đi mua hết, xong Làm rồi tối mình quần ngày ra. mà chưa xong chưa làm việc tối ngày hả chị? Dạ. làm việc không, chị về đấy nó chỉ hơi 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 ràn đấy thôi, chứ còn chị ở Nghệ An nó chỉ làm một chắc mình chỉ là làm bài sau rồng, nuôi heo nuôi bò nuôi gà nuôi vịt, Dạ. nào chị làm đáng công Em việc trong nhà cũng cho đến đớm con đại chi nó chỉ dạ. nó hết. Em thấy chị rất là chịu khó làm ăn, nếu mà một anh nào mà gặp trúng chị chắc là rất là hạnh phúc, tại vì chị lo chăm lo cho gia đình rất là quán xuyến và năng nổ. Một người đúng đây là chính là một mẫu người đàn bà của gia đình ha. Chị Các không đua đòi dạ. áo quần, chị không đua đòi son phấn, chị không đua đòi kể cả đầu tóc, chị cũng không đua đòi với bạn bè với kể cả xóm làng. Đây là một người phụ nữ quanh năm suốt tháng chỉ biết làm ăn và nuôi con ở ngoài chợ xong đi về. Thường thường mình có đi chùa gì không chị? Vân thời đại nó vừa đôi là đi làm ở từ thiện ở làm công đức ở ngoài chùa, bởi vì ra quét trên ngoài chùa, nhưng mà thời gian nó nghỉ nó mình cũng đi chợ đi bữa rồi cũng kêu khí bây chiều họ điền lấy hàng của mình đi, nên mình không có thời gian nữa, là lâu lâu mới ra thôi. Chứ còn ấy mấy ngày đợt trước là từ ấy cách đấy 1 năm trước là về trước là ngày mùng phải ra chùa để quét dọn. Chị ở Quảng Bình chị có nghe sư thầy Thích Minh Tuệ không chị? Có Minh Tuệ vừa rồi đi đi bộ quá chi mà quá đường quốc lộ của chị. Dạ, mình có ra coi không? À, không, bữa đó đã mắc đi chờ tính chờ phần nào á, mà gần quốc Rồi. lộ nhưng mà nó bán hàng chứ không đi, họ đi cả cho chị Rồi. không muốn đi đi nha. Dạ, hiện tại bây giờ là nhà chị chỉ có hai mẹ con thôi. Ừ, Ba mẹ có ba mẹ con thôi. Cuộc sống thì à, cũng rất là ổn rồi. Ừ. không Nhưng khổ mà chị bây giờ em đấy này. nói ví dụ là anh đó có nhà cửa muốn chị về, nhưng mà ngược lại dù anh đó có công ăn việc làm nhưng mà khổ cái là ảnh cái số phận của ảnh mà chưa có được, chưa có nhà đó. Ví dụ như ảnh cũng mới vừa chia tay vợ thì cũng cho vợ con nhà cửa rồi ảnh ra lập nghiệp đi làm á, chưa có nhà thì mình có quen không chị? Thì vẫn quen vẫn vẫn cùng quen, nhưng mà được coi thử đang ngày chơi chị nói chị cũng muốn anh đó có nhà có cửa, bởi vì hoàn cảnh với chị giờ chị chưa có nhà hiểu chưa, nhà như vừa rồi chị ngồi đấy là chị đang còn thuê. À, nhà này là nhà thuê Vâng, nhà chị ha. thuê. Rồi. Rồi em nói vậy để cho mấy anh biết đó mà. Rồi hiện tại là nhà của chị đang ở là nhà thuê, các anh hãy thông cảm. Ví dụ các anh nào mà đến với chị thì cũng có công ăn việc làm và cũng có nhà cửa đàng hoàng ha. Cần công ăn việc làm cũng được, nhưng mà có cái nhà dù về vợ chồng ví dụ thương nhắc nó về đi làm cũng À, được. công ăn việc làm thì tất nhiên người đàn ông nào cũng có rồi, mà quan trọng là nhà cửa là phải có trước để cho một người phụ nữ về nương tựa để mà cùng nhau làm việc xây dựng một cái tổ ấm cho mình ha. Chị giờ 40 lên 48 49 tuổi rồi, nhưng mà chị có tính sinh thêm đứa nữa không? Chị mà đợi sinh thì chị sinh rồi, chờ sinh muốn nửa năm đứa con rồi sinh chứ lần với chị nổi mà sinh. À, ví dụ như mà anh đó cũng muốn có đứa để cho hai người vui vẻ là sao? Gắn Không, kết bây vợ giờ chồng đó mà.
sợ dài cho thương tuổi già nửa tuổi đời Đó, con giờ nào thì bây chưa giờ là để cho trong cái quá trình mình tìm hiểu, quá trình mình yêu thương rồi, lúc đó là mình quyết định là có sinh hay không là tùy mình ha, là do hai được. anh chị tự quyết ha. Rồi Mà à, tuổi cao rồi xin à. rồi Mà mẹ chị cũng khổ với con nhiều rồi, nói dài trên nuôi con vất vả rồi một xin người chị phụ nữa. nữ rất là đảm đang nuôi con từ lúc chồng mới qua đời. À rồi bây giờ kiếm một mảnh Như thân tình cho mình qua đời là con chưa có gia đình, chưa có đứa mà có gia thì đình hết. lúc đó chị vẫn còn nuôi con chưa có gia Mà đình rồi, thì đến giờ con là phải mình phải tự lo cho bản thân mình về cái khoảng đời còn lại. Chị ngoài những điểm đó, chị muốn anh đó là không rượu chè, không cờ bạc, có chút ít cũng được ha, mà không có thì càng tốt ha. Vâng. Rồi thì bây giờ chị còn muốn anh đó ở điều nào nữa không? Chị đừng có cho chị vô, chị hết Bạc Liêu nó được thế nào cho vô chị hết. Không muốn về Bạc Liêu ha. Không. Bạc Liêu là miền Tây đó, Tiền Giang, Cần Thơ. Đấy. Vâng. Nhưng mà Bởi không vì muốn. sống sống hồ dâu quái. Không, mà lý do Chị tại sao mình sợ Bạc Liêu nè, nói em nghe coi. không phải chị nó không sợ chị, nó chỉ sợ ví dụ cái anh đó đi năm sóng năm hồ nên là chị vẫn ngại, bởi chị tính chị là không thích năm sóng năm hồ, hiểu chưa? Không thích Ừ. làm sông làm hồ. Vâng, cứ đi rồi rồi xuống thì nhỏ nè, chị vẫn thấy chị vẫn thấy là ở đó gọi là họ cứ sống bằng tính gì ghé vậy đi xuống ấy rồi nằm Em hiểu chí rồi, chị không muốn là đi đi hồ hay là đi biển đồ bằng sống ở trên ghe đúng không? sống tính ghê kể thì vậy cả thì đi thì, tâm thì giờ ví dụ ở Bạc Liêu nhưng mà anh đó cũng có nghề nghiệp, có nhà cửa, họ nhà ví dụ như là làm về công trình hay là làm về mấy cái dạng như là thợ thợ hèn thợ gì chịu không chứ đâu. vâng Thì mình nói tính mình không không thích người đó đi biển, đi sông, đi hồ đi ha. vâng Rồi, tại vì á, khi mà đi biển nhiều khi có tháng mới về, tháng hay tháng mới về nữa. ai đi 1 tháng 2 tháng thì chị không quan trọng, đi ngoài tàu lớn thì chị không quan trọng chứ, bởi vì dân chị là dân biển Dạ. à. Nhưng mà cả cái sóng cái hồ mà ví dụ đi rửa rồi cái ghé nhỏ 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 rồi đi qua sóng mình sống ở dưới ghé với phần nữa thì giống như ngày nào mình cũng cứ xuống sóng xuống hồ rồi suối xiết rồi nổi bồng 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 với chị ứng làm nào nghề khô làm lóng cũng được mà Dạ làm ruộng được em hiểu ý à. chị rồi, chị giờ chỉ Vâng. muốn làm ở trên cạn thôi hen, không muốn đi sông đi hồ hen. Chị ơi, Mà chưa nói thật với em đi này này, kiểu người mẫu mà ví dụ giống như mà tuổi chân khoảng năm hai năm ba năm năm thì đi năm 20 anh đó phải từ năm 2, năm 3, năm 5 trở lên ha, đấy. rồi 70 được không chị? Mày mày Mình phải có điểm dừng chứ, năm 2, năm 3, năm 5 thôi tới 60 ha. vâng chắc Rồi kêu con sống thì nói ai chứ hả, dạ cùng muốn ở nãy mà gì chưa chị ơi, cho em hỏi là ở trong cuộc sống chị cái điều mà khó khăn nhất của chị là cái điều gì chị? giờ chị cũng không điều cuộc sống của chị nói ra chị không nói hết mọi người, nhà cửa phần nữa chị buồn nhà cửa không có, bởi vì người mình người chị nằm để trong người Nghệ An nhưng mà về ngoài đó là đất đai cũng không có, chị nằm nhà tên nhà của đất của bác thôi nên chị vô trong nó chỉ có thể lý thân nên nó chỉ cuốn gói vô quê ngoài, cái ngoài thì này đất thôn ai không có, chỉ một thuê nhà ở hiểu chưa, là cuộc sống tiền ẻo lẽ lắm nói ra nó hết với chi mà nói là cuộc sống với chi là chi hai hàng nước mắt chi chảy đó nè, nói thiệt à, vậy nói với chân tình nữa nên chi không nhiều hiểu chưa, chi buồn Rồi. Em thấy chị nói mà chị muốn rưng rưng nước mắt luôn nè. À, bà con dòng vâng. họ mình còn ở quê còn không chị? Ông bên bên nuôi thì cô đọc à, Bên chị á, còn bên ngoài con cuồng bên ngoài nói thì nói cho thấy chị nghèo rồi bỏ chị à. rồi mà cũng rất là buồn hen. Thôi ví dụ bây giờ nè, ví dụ giờ mà cái anh được một anh nào ở gần chỗ chị á,
có nhà có cửa có công ăn việc làm thì cô ngoan luôn cho hai mẹ con như ba mẹ con mình được không? Không, ở đây không có ai hết á. Ở đây có nhưng mà có người đó bình thường chứ, nhưng mà hắn bỏ đi thôi, hắn không có đi, không có vậy đi hôn mà cũng không có gì cả. Hiểu chưa? Chị không thích. Nhưng mà khi mà lên chương trình em, nhiều khi là cái anh đó nhà cửa có mà vợ con dụ như là vợ mất rồi vẫn muốn có một người như chị chịu về không? Có. Thì em nói chị chỉ là một cái số nhỏ ở đó thôi, khi mà lên cộng đồng của em thì rất là nhiều người ở Quảng Bình họ thấy được chị, thì lúc đó đồng cảm với chị thì họ sẽ cô mang được ba mẹ con mình, thấy không? Vâng, rồi mình rất là tuyệt vời thôi, mình cho cơ hội cho những anh ở gần đi ha. Dạ vâng, gần ở đấy thì càng tốt. Dạ rồi. Cũng ý hiểu ví dụ rồi mà dư xá nữa thì cũng phải mình cũng dư chấp nhận, bởi vì thương đã đến bị chăng rồi thì chấp nhận. Em thấy chị chắc là cưng chiều chồng mình lắm hay sao ha, thấy chị rất là hiền luôn á. Em hiền lắm, ai nói chị nó nghe này, em cũng bề lòng, chị cũng bề lòng lắm. Dạ. Đều chẳng quán có mang thôi, để làm để nuôi con thôi. Áo quần chị mặc sơ sai lắm, không phải đồ đũa đòi theo ho đâu. Dạ. Thiệt. Rồi kể cả họ đi bây giờ mà. Bây giờ gì nè, bây giờ mình đã vậy rồi, khi mà dụ mình đến với nhau nữa, mình có cần phải kết hôn không chị? Có chứ. Rồi kể hôn nhất bởi vì hôn. Chị nè, mình kể hôn đang mang, bởi vì không cưới cũng được, nhưng mà có tới kể hôn đang mang, bởi vì có chỉ có giấy khai tử của chồng mà. Thôi làm một năm để cho ra mắt hai gia đình, để cho người ta biết chi, chứ được bây giờ mình đăng ký kết hôn mình không làm gì hết, đâu ai biết gì đâu, không? Cái ngoài của chị chưa nói bên ba bên mẹ của chị của anh em thì chưa này bỏ nói xin lỗi tiếng không đông chưa bỏ chị rồi. Dạ thì giờ mình làm tại nhà mình với nhà anh đó, cho bên nhà biết được chị đi ha. Dạ sợ xa quá rồi không ra đi được nữa, hiểu chưa? Không, em nói là nếu mà được anh nào ở gần á thì tốt hơn cho mình, để mình gần mình nuôi con mình luôn. Không nhìn ở đấy cũng có ai cần nhìn chị đã nữa chứ, cùng đi chị cùng đi xe đi tàu cùng nhiều đi vốn. Dạ. Nghệ An đáng nơi chứ cũng không thấy có ai cần. Dạ bây giờ cái điều ước mơ của chị hiện tại bây giờ là như thế nào nè, chị có thể cho cô chú anh chị biết và các anh đó biết được không? Ước mơ của chị là gì? Chị cũng cần ước mơ chị, cái chị cần ví dụ giống như ước mơ của chị là gặp cái người, chị gặp cái người là không rượu không bia không phân biệt là con tao con mi. Hiểu chưa? Thương nhau rồi nó về không cần phân biệt, ví dụ con vợ giống con chồng mà con chồng giống con. Không phân biệt, kể cả chị hay mà anh đó có con, chị vẫn về nuôi con đàng hoàng, đem về nuôi đàng hoàng cả bên trong bên vợ có luôn. Dạ rồi. Không, chị không cần mơ ước chị hết. Em ví dụ này, ví dụ như trong cuộc sống mà hai anh chị mà có xảy ra xích mích á thì mình làm sao để mình giải quyết được cái vấn đề đó? Ví dụ chị em chị mà có vấn đề mà giải quyết thì chị mình nói nhẹ nhàng với anh đó. Rồi anh đó mà có thì chị cũng phải nói xong đi cho anh nóng tính xong rồi thì thời đó bắt đầu anh em chị mình giải thích cho anh đó nghe hiểu. Vâng, rất là tuyệt vời, đây là cách xử lý của chị. Chứ không phải là cái đi cái này là mình muốn đàn bạn làm phụ nữ một người đàn bà giống như nam cho hơn. Dạ hơn là hơn ngay chứ không phải hơn trong gia đình. Đúng rồi. Hơn thua chị với hơn thua gì ra trong gia đình ha. Vâng, cái dân con chi đó nói thiệt với em là cái điểm yếu của chị nên anh chờ mà ai nói là đừng đến cha đến mẹ đến gia đình chị là chị khóc cho chị không mỏi được. Dạ anh chị đi chợ ai cũng kêu chị hiền lắm, chị bán hàng tươi chợp chứ mà hàng đó là phải tanh danh á, phải có khách tanh danh. Dạo này mình bán hàng hải sản ở ngoài chợ đắt không chị? Tùy theo, ví dụ bán loại bộ loại mực, ví dụ rửa mình mua ngoài bệnh tỷ 250, mình bán có thể 200 mấy, có gặp khách là 300. Dạ. Còn mà ngoài 3-4 loại mực chứ không phải một loại thôi anh ạ. Dạ. Đang con chợp sống ở đây cái nhé rồi nữa đó, chợp sống nữa đó. Dạ, rồi. Thì chị còn điều gì muốn nói với anh đó nữa không?
chị dư có chương trình của em đều nhiều người lắm, nhưng mà chị dư chưa chưa biết người mô phá, nhưng mà chị nên chương trình nhật thì để chị để có tham gia chương trình của em nữa là trong kênh của em ấy, Dạ để khi ở thì chị. các anh xem qua chương trình của Sài Gòn Go thì các anh thấy được chị nè. Rồi các anh muốn mà làm quen với chị cũng phải lên chương trình của Sài Gòn Go để cho chị thấy lại ha. Rồi lúc Vâng. đó thì hai người mới giao lưu với nhau. Thì cuối chương trình rồi chị chào quý vị khán giả để em kết thúc video này để em đăng lên ha. Vâng, rồi chị xin chào khán giả chương trình Hồ Sài Gòn Go. Chị giờ chị khổ bụng nói thiệt với em đợi chị mấy vì chị đi ra nhiều ý cho chị không nói được nhiều chứ nè. Chị chào khán giả đi. Được, chị chào khán giả, vậy chào em sức khỏe dồi dào. Rồi, cuối chương trình thì Sài Gòn Go cũng chúc cho cô chú anh chị được một ngày vui tươi, mát mẻ và tràn đầy niềm hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Chúc mọi người được vui vẻ, khỏe khoắn, làm ăn phát tài phát lộc ha. Bây giờ em chào chị, chào quý vị khán giả luôn nha. Chúc chị như ý nguyện ha. Rồi, Chị chào cũng muốn chị.